Chào mừng các bạn đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 24 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Sau khi Vân Triệt và Hàn Phi bị thương phải ép xuống dung nham dưới lòng đất, hai người đã đào bới được một kho tinh thạch và thánh tinh, đồng thời Lệ Dung cũng biết chuyện liền dẫn người đi đến. Hãy cùng muội đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Ta có thể cho qua bất kỳ lỗi lầm nào mà ngươi phạm phải thậm chí có thể cho phép ngươi hướng mũi dao về ta, miêu quyền đoạt vị, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi giết tên loài người đó, nếu như hắn chết, ngươi cũng phải chết. Ba ngày sau, ta muốn hắn sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, nếu như ngươi không làm được, ta sẽ đích thân ra tay tiêu diệt ngươi. Đúng lúc này, mặt đất rung lắc dữ dội, cả tòa núi như muốn sụp đổ xuống, sau đó thì dung nham từ bên trong miệng núi từ từ dâng cao chuẩn bị phun trào, đại nhân, nhanh chạy đi. Cùng lúc Dương Khai ôm theo Hàn Phi cũng từ dưới bay lên, những tia dung nham nóng cháy bay đến Dương Khai lấy ra chiếc khiên gian xảo đỡ lại. Sau khi đỡ được một đợt dung nham, Hàn Phi định bay đi thì Dương Khai ngăn lại, đợi đã, phía trước có người. Là trừ kiến, ha ha ha, quả nhiên vẫn còn sống, thật là ông trời cũng giúp ta. Dương Khai và Hàn Phi không nói gì liền quay người bay về hướng khác, nhưng đã bị tên trừ kiến phát hiện, các ngươi mạng cũng lớn đấy nhỉ. Khuôn mặt hắn giữ tợn, ngưng tụ từ tay ra một trưởng đánh đến, Lần này các ngươi không gặp may như vậy nữa đâu. Ta khuyên ngươi đừng chống cự, ngoan ngoãn nghe lời mang tên nhân loại này dâng lên, sau này ta thống trị tiểu huyền giới sẽ tha cho ngươi." Nằm mơ, Hàn Phi đẩy Dương Khai bay ra. Nàng thì đứng lại tiếp một chiêu của trừ kiến. Dương Khai vừa mới bay ra, đã bị một đám ma tộc khác bao vây lấy, "Con người, đi theo bọn ta một chuyến đi, trừ kiến đại nhân cần ngươi giúp đỡ. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì ngươi phải chịu khổ rồi, tên ma tộc kia đánh tới Dương Khai hắn lấy ra chiếc khiên ngăn chặn lại công kích hai người sau một chiêu này thì lao vào nhau đánh đấm túi bụi cả người dương khai va chạm mà run lên từng đợt bắt hắn cho ta ta muốn bóp nát xương cốt toàn thân hắn nhưng dương khai đâu có dễ thế hắn tích tụ ra hàng trăm mũi châm bằng dương nguyên sau đó bắn đến đám ma tộc kia tên nào phản ứng nhanh thì ngưng tụ ra một lớp khiên bảo vệ số còn lại thì bị xuyên qua người chết đi không thể chết lại sau một đợt công kích đó dương khai phải chịu những quyền cước của đám ma tộc đánh tới bịch 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 phải bắt sống hắn bên kia hỏa sơn lệ đại nhân hình như bên đó đang chiến đấu khí tức này lệ dung vui mừng reo lên là hàn phi hàn phi thống lĩnh chưa chết sao nếu cô ấy vô sự thì tên dị tộc nhân kia chắc chắn cũng không sao lệ đại nhân lúc này cư xử như vậy thật là có chút thất thố dương khai một bên thì đã bị đánh cho lăn lộn không biết bao nhiêu vòng ngã trái rồi ngã phải cả người thở dốc tên nhân tộc kia rơi xuống từ cao như vậy mà cũng không bị gãy xương cốt Nghe nói hắn ở ma thần bảo, hắn đánh trọng thương phan lãng và những thủ hạ của y. Thật sao? Như vậy thì thật thú vị. Nhìn trừ kiến đang lơ lửng trên cao nhìn xuống, hàn phi một bên thì đã thoi thóp nằm dài trên đất. Đại nhân, loài người các ngươi có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ta hy vọng ngươi không phản kháng. Dương Khai cười lạnh nhạt ha ha ha, ha. ngươi đắc ý gì chứ? Lời này, ngươi tự nói với nàng đi, nếu hắn mất một cọng lông, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lệ dung từ xa phi như bay lao tới tên trừ kiến cười mưu mô hôm nay ngươi không chết thì ta chết hắn đã dám đối đầu với nàng sao lại chưa có chuẩn bị chứ đúng lúc này nhập ma dương khai đưa hai ngón tay lên mi tâm toàn cơ thể chuyển đổi sang trạng thái nhập ma khi thế tà ác từ người hắn tỏa ra điên cuồng tiếp theo sau đó bên cạnh cơ thể hắn ngưng tụ ra một vòng xoáy điên cuồng hấp thu ma khí của tất cả mọi người có mặt ở đây tất cả mọi người kể cả trừ kiến và lệ dung cũng vậy ma thần biến làm sao có thể lệ dung nhìn thấy một màn này đầu tiên là kinh hãi sau đó là vui mừng hai dòng lệ từ khóe mắt tràn ra quả nhiên quả nhiên là ta không nhìn lầm lệ đại nhân cái này là như nào đây sao hắn lại có thể thi triển ma thần biến hơn nữa còn khắc chế tộc cổ ma ta như vậy đây là món quà mà đại ma thần tặng cho cổ ma chúng ta chắc chắn là lời cầu nguyện của tổ tông chúng ta linh nghiệm đại ma thần mới phái hắn đến cứu tộc ta đại ma thần nhìn dương khai một bên sau khi hấp thụ xong cả thân tràn ngập ma khí dày đặc trên mặt cũng xuất hiện vài vết đen. Lệ đại nhân, bây giờ ta không thể ngưng tụ được lực lượng. Không những ngươi không thể ngưng tụ lực lượng mà tất cả cổ ma tộc nhân trước mặt hắn không được xâm phạm uy áp của đại ma thần. Vậy trừ kiến thì sao? Y cũng không ngoại lệ. Dương Khai gần giọng hét lớn, làm cho tên trừ kiến sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc ngươi là người hay ma, ai mà biết được. Tại sao ngươi biết ma thần biến? Ma thần biến của ngươi từ đâu mà có? Tại sao ma khí của ngươi còn thuần chủng, khủng khiếp hơn của ta? Nhìn Dương Khai đi đến, tên trừ kiến càng ngày càng hoảng sợ, hắn kinh hãi hỏi không ngừng. Chúng ta cũng chẳng thù oán gì, nhưng ngươi còn muốn giết ta, thì ta phải chiến thôi. Ngươi dám, tại sao ta không còn chút sức lực nào, quả nhiên là ngươi không vận sức được, không phải là ảo giác. Giết hắn cho ta, trừ kiến nhìn sang thuộc hạ hết lớn, đại nhân, bọn thuộc hạ cũng, không ai cứu được ngươi đâu. Dương Khai triệu hồi ra long hồn lơ lửng phía sau lưng, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ngươi không giết nổi ta đâu, chỉ dựa vào ngươi. Nói ra thì, ta vẫn chưa nuốt thần thức của cường nhân nhập thánh cảnh bao giờ không biết có vị gì ngươi may mắn được là người đầu tiên ta sẽ cố gắng lợi dụng các cảm ngộ và ý cảnh của ngươi ngươi muốn làm gì tên trừ kiến vô cùng hoảng sợ lại hét sống lên nhưng mà có ích gì chứ long hồn phía sau dương khai đã bay tới há cái miệng rộng cắn cái phập ực ực xin vĩnh biệt cụ còn thần thức của hắn thì bị đưa vào bên trong thức hải của dương khai còn đang gãi đầu gãi tai nghi hoặc thì con mắt từ từ mở ra chiếu một tia sáng vào thần thức của hắn, rất nhanh chóng và thế là hết rồi, cụ ra đi chân trần lạnh toát, trước lúc chết hắn cũng chỉ kịp nói lên bốn chữ, diệt thế ma nhãn, ở bên ngoài, khói bụi tan đi, Dương Khai từ từ vui vẻ đi tới chỗ Lệ Dung, lão già bên cạnh nhìn thấy một màn cũng hoảng sợ đề phòng, hắn đến rồi, nhắc nhở cho Lệ Dung sợ nàng quên, hi hi, để ta nói chuyện với hắn, ngươi không cần lên tiếng, không được biểu lộ chút địch ý gì với hắn đấy. Dương Khai tiến đến, vui vẻ cười nói, Lệ đại nhân gọi ta là lệ dung được rồi. Ta không cẩn thận giết chết một cao thủ nhập thánh cảnh của tộc rồi, hắn chết chẳng có gì đáng tiếc. Nói thế, không định trách tội ta à? Sao ta phải trách tội ngươi chứ? Nói thế nào thì giữa ngươi với chữ kiến cũng là nội chiến, còn ta là người ngoài. Ta có thể bảo đảm, không ai dám làm khó ngươi vì chuyện này đâu. À, sao thế? Lệ dung bộ dáng khẳng định nói, từ nay về sau, ngươi không còn là người ngoài nữa. Ta không phải người ngoài, chấm hỏi, Lý do cụ thể thì sau này ta sẽ giải thích với ngươi, chỗ này nói không hợp. Ngươi thông minh thì nên biết, từ đầu đến cuối, ta không hề có bất kỳ ác ý nào với ngươi. Giờ liệu ngươi có thể giải trừ ma thần biến, để bọn ta thoát khỏi nơi này trước được không? Ta tin ngươi. Dương Khai giải trừ ma biến, Lệ Dung liền ra lệnh, hoa mặc, bảo vệ hắn, chúng ta rời khỏi đây. Sau đó Lệ Dung bế hàn phi lên rồi nhìn về đám thuộc hạ của Trừ Kiến nói, Trừ Kiến đã chết, nếu các ngươi muốn theo hắn, ta không ngăn cản, hoặc các ngươi có thể chọn đi theo ta, chỉ cần thành tâm, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cả đám này đều nhao nhao quỳ gối xuống chắp tay, nguyện nghe hiệu lệnh đại nhân. Tiếp đến cả đoàn người cùng nhau theo bước chân nàng bay về ma thần bảo. Hai ngày sau, mọi người cuối cùng cũng về tới ma thần bảo, huynh quay về nghỉ đi, ta nói chuyện trừ kiến với tộc nhận rồi sẽ tìm huynh sau. Trong thạch thất, Dương Khai, ta nghe nói huynh đã giết trừ kiến, hoàn nhi biết được tin tức liền vui vẻ đi đến tìm hắn. Dương Khai thờ ơ, cô nghe ai nói vậy lệ đại nhân nói rốt cuộc có phải thật không vậy cô thấy sao theo ta không thể nào nhưng nếu do lệ đại nhân đã nói thì nhất định là vậy sau đó hoàn nhi lại tiến sát lại ghé ghé nói với ta đi huynh làm sao giết được tên khốn đó lệ đại nhân luôn đau đầu vì hắn cô hỏi lệ đại nhân chẳng phải được rồi sao lệ đại nhân rất bận ta không muốn làm phiền ta cũng bận mà bận ư được rồi ta sẽ đến gặp lệ đại nhân ngươi là một tên cặn bã say mê sắc đẹp của ta định chỉ ta, đúng lúc này, hoàn nhi, không được vô lễ. Hề hề, lệ đại nhân, ta chỉ nói đùa thôi, hắn chưa làm gì ta hết, ta biết rồi. Xin lỗi, đã để huynh chờ mất mấy ngày, không có gì ta vẫn ổn. Hoàn nhi nghi hoặc, sao thấy lời nói của lệ đại nhân nói chuyện với Dương Khai thấy lạ lắm. Chưa đợi nàng kịp nghi vẫn thì đã nghe lệ dung nói, hàn phỉ, hoa mặc, ta biết các ngươi trong lòng có nghi ngờ, cùng vị đại nhân này giống nhau. Cái gì, đại nhân, nàng gọi hắn là đại nhân, cả ba người trợn mắt há mồm đứng đơ người ở đó xem ra những gì ta làm là chưa đủ bây giờ là lúc giải đáp cho huynh ngồi đi hãy phá bỏ màng bảo vệ thần thức của huynh đi chúng ta cần tiến vào thức hải vào thần thức ta sao đúng vậy chỉ ở đó ta mới có thể giải thích rõ ràng để hàn phi và hứa mộc tin lời ta nói cô không sợ à chỉ cần không có ác ý với huynh nó sẽ không hại chúng ta lần trước ta có sao đâu tiền vào thức hải của ta cũng được nhưng đừng xem loạn ký ức nếu không ta không khách sáo đâu. Đương nhiên, gì? Lão hủ không có hứng thú đó, vậy thì vào cả đi. Ba người cùng ngồi xếp bằng xung quanh Dương Khai, Hoàn Nhi thì đứng một bên chằm chằm quan sát động tĩnh. Bên trong Thức Hải, sau khi ba người tiến vào thì xuất hiện ngay tên ngọn lửa thần thức của Dương Khai, người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, có thể cho một khoảng trống để chúng ta trò chuyện không? Dương Khai chỉ tay về đài sen lơ lửng trên cao, đến bên kia đi, đó không có lửa thần thức. Cả đám người cùng bay lên. Đến nơi mọi người đều tò mò không thôi, đảo màu sắc gì dày. Tại sao trong thần thức của huynh ta có thể tập trung được sức mạnh? Ta cũng thế, lần nào không phải nói chuyện này chứ? Là ta nhiều chuyện rồi, mỗi một nam nhân đều có chút bí mật. Ta rất hiếu kỳ thái độ của cô, ta nghĩ Hàn Phi cùng Hoa Mặc cũng thế. Nhìn bên kia đi, Lệ Dung chỉ tay về con mắt đang lở lường kia. Theo hướng ngón tay của nàng, Hàn Phi và Hoa Mặc một bên bỗng giật mình kinh hãi, cả người run rẩy, có thể khiến nó mở ra như lần trước không? dương khai động ý niệm con mắt từ từ mở ra một luồng uy áp khủng bố bao phủ ba người các ngươi có nhận ra đây là gì không diệt diệt thế ma nhãn thật sự là nó trời cao có mắt những năm lão hủ còn sống còn có thể thấy diệt thế ma nhãn ánh sáng nhu hòa từ con mắt kia bao phủ xuống ba người cả ba người đều yên lặng cảm thụ dc một lúc thì con mắt từ từ đóng lại xem ra bọn họ lấy được không ít lợi ích một lúc sau thì ba người đều mở mắt bộ dáng vô cùng vui vẻ cảm nhận bản thân được không chút lợi ích. Rồi nhìn về Dương Khai chắp tay. Tham kiến đại nhân, nay chuyện gì vậy, mấy người có nhầm không đó. Không hề nhầm, từ nay về sau, ngài chính là thủ lĩnh của tộc cổ ma ta. Đùa hơi dai rồi đấy, ta là con người, sao lại làm thủ lĩnh của các ngươi được. Đại nhân bình tĩnh, để ta giải thích cho. Thuộc hạ có thể hỏi một câu, đại nhân có được con mắt diệt thế ma nhãn này từ đâu không? Dương Khai làm sao có thể cho nàng biết là lấy từ hắc thư chứ? Không tiện nói, vậy thuộc hạ sẽ không hỏi nhiều nữa nếu ngài thật sự nói thẳng thừng hết ra thì bọn thuộc hạ sẽ phải suy xét có nên giao tộc cổ ma cho một người không chút cơ mưu nào không biểu hiện của ngài không thẹn với sự lựa chọn của đại ma thần đại ma thần liên quan gì đến hắn chứ vì diệt thế ma nhãn chính là mắt của đại ma thần cái gì cả người dương khai như có dòng điện chạy qua đại nhân ngài sống ở ma thần bảo đã hơn một năm rồi chuyện về đại ma thần chắc cũng đã nghe qua khá nhiều ừm Vậy thuộc hạ muốn giải thích cũng sẽ tiện hơn. Đại ma thần là cường giả vang dội cổ kim, toàn đại lục thông huyền, trong số các cường giả được lưu danh, không ai có thể sánh ngang. Vào thời của người, ma tộc là tộc cường thịnh nhất, tất cả những chủng tộc khác đều là chư hầu của ma tộc. Chính vì quá mạnh, không có đối thủ, nên người muốn thoát khỏi thế giới này, đi tìm một nơi cao vời hơn, không ai biết người đã đi đâu. Trước khi đi, đã phong ấn tộc cổ ma vào tiểu huyền giới này, vì người biết, một khi người đi, các chủng tộc khác sẽ trở mặt phản công còn tộc cổ ma vốn là hầu cận của đại ma thần tất sẽ gặp đại nạn diệt tộc đó là nguyên nhân chúng ta lại ở đây mãi đại ma thần không hề định giam tất cả tại đây mãi mãi mà người còn để lại một phương pháp giải quyết đợi đến khi chúng thuộc hạ thành công thoát khỏi đây có lẽ thế nhân đã lãng quên tộc cổ ma trung thành này rồi ngài nhận được diệt thế ma nhãn điều đó chứng minh rằng đại ma thần đã công nhận ngài vì lẽ đó kể từ hôm nay ngài chính là chủ nhân của tộc cổ ma giúp chúng ta thoát khỏi cảnh này. Có chắc thứ đồ chơi này là diệt thế ma nhãn gì gì đó không? Chắc chắn bọn thuộc hạ là huyết mạch cổ ma, không nhầm lẫn được. Dù vậy các người cũng không nhất thiết phải làm theo tổ tiên chứ, tôn ta làm chủ, chuyện này, thứ cho ta nói thẳng, ta không có hứng cho lắm. Nếu đại nhân đang e ngại vấn đề công lưu của mình thì khỏi lo, cái được xem trọng là ngài của tương lai, thuộc hạ tin rằng diệt thế ma nhãn đã chọn ngài thì ngài chắc chắn sẽ lừng lẫy không kém gì đại ma thần. Ngươi đề cao ta quá rồi. Việc này tạm thời không nói nữa, ta có hứng thú với chuyện khác kia." Đại nhân cứ nói. Nghe nói, trong Ma Thần Bảo có một số võ kỹ chuyên để tu luyện ma thần biến đúng không? Đại nhân không nói thì thuộc hạ cũng sẽ dâng lên. Ma thần biến của đại nhân hẳn là có được từ Diệt Thế Ma Nhãn đúng không ạ? À? Nếu vậy thì đó chính là ma thần biến chính thống nhất. Đại nhân, thuộc hạ nói một câu thật lòng, xin ngài chớ nóng giận nhé." Dương Khai giơ tay bộ dáng không sao cả. Nói thế này vậy ma thần biến của ngài vẫn còn đang dừng ở giai đoạn sơ khai nhất. Ý cô là, ma thần biến của ta vẫn còn có thể mang đến nhiều sức mạnh hơn cho ta sao? Không sai, nếu sau này ngài vẫn mãi như vậy, thì tộc cổ ma sao có thể thủ hộ bên cạnh ngài, chiến đấu cùng ngài đây. Tối thiểu thì ngài cũng phải tu luyện ma thần biến đến giai đoạn 2, lúc đó, ngài có thể kìm hãm sức mạnh khắc chế tộc nhân và bọn thuộc hạ có thể sắt cánh chiến đấu. He he he, Dương Khai nghe vậy thì hai mắt sáng rực, cũng thú vị đấy ngài có thể đến tìm thuộc hạ để lấy những bí điển đó bất cứ lúc nào ngày mai đi hôm nay cô nói với ta nhiều chuyện đến vậy thuộc hạ xin chờ đại nhân đến đừng có xưng hô kiểu đó ta thấy cứ kỳ quặc thế nào ấy vậy ngài muốn xưng hô thế nào ạ à? bọn thuộc hạ xin nghe theo như trước là được rồi Nhớ tộc nhân của cô nghe thấy không bie e. sẽ nghĩ thế nào chắc đánh nhau tiếp ngài quá lo lắng rồi trên dưới tộc cổ ma xưa nay luôn nghe lệnh thống lĩnh chỉ cần ba thuộc hạ công nhận thì tất cả mọi người cũng sẽ công nhận có điều nếu ngài đã quyết vậy thuộc hạ sẽ không miễn cưỡng trong mật thất lần này phải cảm ơn ngươi cho ta cơ hội tốt như vậy có cần phái vài tỷ nữ hầu hạ ngài không ạ à? có hoàn nhi là được những người khác thì miễn đi vậy được rồi ngươi phải chăm sóc ngài ấy thật tốt nghe chưa ngài ấy muốn gì thì chiều luôn bất cứ nhu cầu gì của ngài ấy đấy rõ chưa hả bất kỳ yêu cầu nào sao kể cả cái kia đúng thế sau đó cả ba người rời đi để lại hoàn nhi đứng nhìn dương khai chằm chằm đợi cho ba người đi khỏi cánh cửa hoàn nhi lao đến vồ lấy dương khai tên khốn này rốt cuộc ngươi đã nói gì với đại nhân nhà ta vậy hàn huyên vu vơ thôi con người quả đúng là nham hiểm xảo chá còn đang định dần mặt hắn một trận thì đã thấy bay đến một cục thánh tinh nho nhỏ nhưng đối với hoàn nhi là to khủng khiếp rồi bắt cái bụp nơi tay nàng vui vẻ xoay người rời đi vừa đi vừa hát là lá la la nếu ngày mai anh đến em sẽ thương anh là lá la là la la tối thiểu thì đã biết Chủ nhân của cuốn vô tự hắc thư đó chính là đại ma thần. Nói vậy thì chủ nhân của ngạo cốt kim thân cũng là đại ma thần. Cổ ma tộc từng có một vị luyện đan sư đỉnh cao, đó là sự tồn tại không luyện đan sư nào so sánh. Xem ra vị luyện đan sư này cũng là đại ma thần rồi. Bằng không luyện đan chân quyết của y từ đâu ra chứ? Bên ngoài thạch thất, tuy hắn có diệt thế ma nhãn, nhưng chỉ dựa vào điều này thôi mà giao cả tộc vào tay hắn, liệu có tắc trách quá không? Ừ. Ở hắn có quá nhiều điểm đáng ngờ dựa vào một diệt thế ma nhãn thì không thể chắc chắn được điều gì quan trọng hơn hết hắn là con người nếu diệt thế ma nhãn đã chọn hắn thì đó chính là quyết định của đại ma thần chúng ta chỉ vâng theo hơn nữa hiện giờ hắn là có người nhưng sau này thì khó nói lắm có điều biểu hiện của hắn thì cũng tạm ổn lão phu cứ nghỉ trẻ tuổi như hắn khi nghe nói tộc cổ ma sẽ trung thành cung phụng thì sẽ thích thú đồng ý chứ không ngờ hắn lại từ chối thế mới nói mắt nhìn người của đại ma thần không thường đâu cứ chống mắt lên mà xem, không quá 5 năm, năm, tộc ta sẽ thoát khỏi tiểu huyền giới này, ngắm nhìn khoảng trời đắt mà tổ tiên ta đã từng sinh sống. Ba người đều nhìn về bầu trời xa xăm u ám kia, hy vọng sẽ có ngày đó, khi lão phu vẫn còn sống, ma thần bảo ngày hôm sau. Bên trong một toàn cung điện xa hoa, đại nhân đang ở bên trong, ngươi tự vào đi, Dương Khai hôm nay đi đến chỗ của Lệ Dung tìm hiểu ma thần biến. Ngươi đến rồi à, đã chuẩn bị xong cho ngươi cả rồi, những cái này đều có liên quan tới ma thần biến ngươi có thể đọc tùy ý làm phiền rồi ta có thể làm theo yêu cầu của ngươi không gọi ngươi là đại nhân nhưng ngươi cũng không cần phải khách khí với bọn ta như thế làm vậy có hơi xa cách vậy chúng ta cứ thoải mái một chút tiếp theo dương khai chăm chú chuyên tâm nghiên cứu một bên thì lệ dung bưng trà rót nước phục vụ hắn như một ông vua con ý thức chìm vào ma vân kéo ma vân tràn ra khắp người dùng uy năng tà ác ở mình kích phát sức mạnh tiềm tàng trong ma vân tăng cường công lực bản thân ma vân được luyện trong huyết nhục đến lúc đó dù có thi triển ma thần biến bên ngoài không có thay đổi nào ma văn hòa hợp hoàn toàn vào trong xương cốt khả năng tăng sức mạnh sẽ càng lớn càng mạnh hơn trong ma thần bảo có nơi nào thihc hợp để bế quan tu luyện ma thần biến không đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đi theo ta lệ dung đưa dương khai tới một kệ sách sàng vung tay một không gian mật đạo xuất hiện đây là nơi ngày thường ta dùng để tu luyện võ kỹ ở đây ngươi có thể yên tâm thi triển ma thần biến không phải lo việc ảnh hưởng đến tộc nhân mật thất ở bên trên đài cao lơ lửng một cục đá sáng màu tím đó là cấm mặc thạch có thể kìm hãm truyền phát năng lượng khi ngươi vào trong ta sẽ thi triển một vòng kết giới thông qua chúng ta biết rồi bây giờ mắt đầu đi lệ dung đưa tay đưa một luồng ma khí bay thẳng đến viên mặc thạch đang lơ lửng dương khai thì ngồi xuống xếp bằng sử dụng ma thần biến cả người hắn dày đặc hoa văn kỳ dị hàn phi một hồi sau cũng đi tới tiến triển thế nào ạ à? chí ít thì hắn có thể thu được một phần ma vân vào trong người rồi qua một tháng nữa thì chắc có thể đạt đến được giai đoạn 2, nhanh vậy sao? Thế mới bảo mắt nhìn người của đại ma thần không tệ được đâu, nếu hắn tư chất đần độn, sao đại ma thần có thể yên tâm giao diệt thế ma nhãn cho hắn chứ? Ta đã xem thường hắn rồi, trước đây ta chỉ nghĩ hắn quá may mắn mà thôi, vậy thì giờ hãy quan sát hắn lại đi, sau này tộc ta có lẽ sẽ hành sự dưới trướng hắn đấy. Ngươi mang thứ gì đến vậy? Vài ngày trước ta có hứa tặng cho hắn thứ này. Hàn Phi mở ra một chiếc hộp đó chẳng phải là phong lôi vũ rực ư, sao ngươi lại muốn tặng nó cho hắn? Có lẽ hắn sẽ luyện hóa được thứ này, vì hắn cũng có một đôi cánh chứa thiên đạo pháp quy, hắn cũng có à, ừ, lúc ở dưới hỏa sơn. Nói vậy thì có thể hắn sẽ luyện hóa được, nhưng ngươi không tiếc sao, hình như ngươi đâu có coi trọng hắn đến thế. Dù sao thì để đó cũng như không, nếu luyện hóa được thì coi như tạ ơn cứu mạng. Cứ đợi hắn ra ngoài đã, nhìn điệu bộ này của hắn, chắc là không luyện đến giai đoạn 2 thì sẽ không chịu thôi đâu hàn phi lắc đầu cười khổ đúng là tên quái thai đúng lúc này một âm thanh cái bùm vang lên thành công rồi lệ dung liền đưa tay dỡ bỏ kết giới một luồng uy thế thổi đến hai người cùng lúc đó dương khai mở mắt thoát cái đã xuất hiện trước mặt hai người thân hình cơ bắp cường tráng tràn ngập lực lượng lệ dung cũng vui vẻ lên tiếng hỏi cảm giác thế nào rất tốt chỉ là vẫn còn vài chỗ khó khống chế thời gian ngắn vậy mà có thể làm được đến mức này đã khá lắm rồi sau này ngươi cứ từ từ tìm hiểu lệ dung ý vị nhìn hắn nói cho ta mượn tay ngươi hàn phi một bên tưởng hai người này có quan hệ sâu xa gì thì trợn mắt miệng chữ o dương khai cũng khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra một tia sáng vụt qua cắt trên tay hắn một đường máu hãy nhìn kỳ máu của ngươi xem có phải hơi khác trước rồi không dương khai tập trung nhìn xuống trên bàn tay hắn ở bên dưới đường cắt kia là một dòng tinh huyết màu vàng cam từ từ chảy ra ma thần kim huyết không sai chính là ma thần kim huyết đây là dấu hiệu cho thấy đã tu luyện đến giai đoạn 2 của ma thần biến, trong ghi chép sách cổ, chỉ có đại ma thần mới có thể sở hữu máu hoàng kim, đó là huyết thống cao quý nhất. Lệ Dung cũng cắt lên bài tay nhỏ của nàng một đường, máu màu cam có một chút vàng nhỏ hiện ra, đây là minh chứng cho việc tộc cổ ma có huyết thống ma thần. Ý là ta cũng là tộc nhân của tộc cổ ma các người rồi, có thể nói vậy. Tuy ngươi xuất thân là loài người, nhưng vì đại ma thần mà huyết thống của ngươi đã được thay đổi rồi, vậy sau này ta là người hay ma? phải xem ngươi nghĩ sao thôi, có điều trong quá trình tu luyện ma thần kim huyết của ngươi sẽ mỗi lúc một nhiều hơn, đến khi nào máu ngươi đã hoàn toàn chuyển vàng, thì chứng tỏ ngươi đã lĩnh ngộ triệt để giai đoạn 2, đến giai đoạn 3, cả xương cốt của ngươi cũng hóa thành màu vàng. Được rồi, tu luyện qua một thời gian dài vậy, ngươi cũng nên thả lỏng rồi, duy trì ma thần biến quá lâu sẽ ghi nặng thân thể ngươi, tu luyện thì cần phải hợp lý, thoải mái. Rồi lệ dung lại cầm ra một chiếc hộp đưa đến, hàn phi thống lĩnh có thứ này muốn giao cho ngươi, thứ gì vậy? Phong lôi vũ rực, bên trong chiếc hộp là một đôi cánh hai màu xanh vàng nhỏ lơ lửng. Mấy năm nay ta và Lệ Dung đã thử luyện hóa rất nhiều lần vẫn không thành công. Ta thấy ngươi cũng có một đôi cánh ẩn chứa thiên đạo pháp quy, nên muốn để ngươi thử xem sao. Dương Khai vừa chạm tàu ý vào đôi cánh nó liền bay thẳng đến chui vào cơ thể hắn. Sau đó một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ sau lưng và đôi vai truyền ra, làm hắn co rúm nhăn mày, mồ hôi đổ như mưa. Một hồi sau thì cơn đau mới tan đi, Dương Khai không khỏi thở ra một ngụm xem ra ngươi và phong lôi vũ rực quả thực là có chút duyên phận hay là khiến nó thừa nhận ngươi luyện hóa nó một cách triệt để đi ta cố gắng vậy hắn quay trở về không gian bên trong thạch thất không phải vội cứ từ từ chẳng ai trưởng thành trong chốc lát cả ừm những ngày sau dương khai liên tục tu luyện ma thần biến những lúc tu luyện thi thoảng cả người ma khí của hắn lại mất khống chế làm ba người lệ dung hàn phi hoa mặc đều phải trợ giúp hắn hôm nay hắn lại đến mật thất chỗ lệ dung tu luyện nhưng trong quá trình tu luyện thì khí tức của hắn lại bất ổn, Lệ Dung Hoàng hốt chạy đến, ngươi làm sao vậy? Không sao, chỉ là hơi nóng vội. Nóng vội cái gì? Không có gì, ta về trước, hôm nay tu luyện tới đây thôi. Nhìn bóng lưng Dương Khai ba người thở dài. Hai a, à, hắn không phải là người thích hợp sinh trưởng trong ôn thất, e là nơi này cũng khiến hắn cảm thấy bó buộc, xem ra không giữ hắn lại được bao lâu. Ta đi tìm hắn nói chuyện nhé. Cũng được, xem xem có phải là còn lý do nào khác nếu chúng ta có thể giúp thì bảo hắn đừng khách sáo. Sau khi Dương Khai trở về mật thất thì Hàn Phi cũng đi theo đến, có phiền não gì muốn nói với ta không, ta có phiền não gì chứ, vậy ngươi nóng vội chuyện gì, không nói được. Hàn Phi nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh Dương Khai, không muốn nói phải không. Sao nào, bây giờ Hàn Phi thống lĩnh đang khuyên giải ta, nếu khai đạo được ta thì lệ dung thích hợp hơn đó, sao ta lại không được chứ. Bộ dạng ngươi sinh ra đã khó gần gũi, làm sao có thể khiến người ta mở lòng với ngươi, Nói thế nào đi nữa, thì ta cũng trải qua sự đời cũng phong phú hơn ngươi, nếu ngươi đồng ý. Hoàn toàn có thể nói với ta, khặc khặc, Hàn Phi mà biết hành trình của anh khai đến bây giờ chắc nhận hắn làm sư phụ còn không được ấy chứ, đúng là tấm chiếu mới. Hi hi, ngươi muốn rời khỏi tiểu huyền giới như vậy sao, ta nói vậy khi nào, chẳng lẽ không phải. Nguyên nhân ngươi nóng vội hoàn toàn là do nơi này trói buộc ngươi, có một chút, nơi này khiến ta cảm thấy không tự tại. Dù cho bọn ta thành tâm với ngươi như vậy, không liên quan tới chuyện của các người ta có việc riêng ta còn muốn tìm một vài người vốn dĩ bọn ta không giữ ngươi lại quá lâu đâu một thời gian nữa là được ý gì tốc độ luyện đan của ngươi quá nhanh dẫn đến dược liệu dự trữ của tiểu huyền giới bây giờ đã sắp tiêu hao hết rồi ngươi đánh phải đi ra ngoài tự nghĩ cách thôi chúng ta có thể đưa ngươi ra hề hề là tự ngươi nghi kỵ bọn ta không dám đưa ra yêu cầu như vậy ta chỉ muốn nói với ngươi nếu ngươi là truyền nhân của đại ma thần tuyển định thì cổ ma sẽ tuân theo tổ tông vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi. Nhưng nếu ngươi không có cảm ngộ này, tộc ta chỉ e sẽ chết trong tay ngươi. Đúng lúc cửa thông đạo sáng lên, lệ dung và hoa mặc cũng đi vào. Đại nhân, những lời vừa nãy Hàn Phi nói hơi quá khích, nhưng cô ấy cũng suy nghĩ cho tộc nhân, hy vọng ngươi có thể bỏ qua. Xin lỗi, là ta phải xin lỗi mới đúng, ta nghĩ nhiều rồi, phụ tấm lòng chân thành của các ngươi, cũng do bọn ta quan tâm đến tộc nhân của mình thôi. Cũng ích kỷ rồi, nhưng từ bây giờ, chúng ta sẽ đứng ở lập trường của ngươi để suy nghĩ vấn đề. Lệ Dung lại nhìn về phía Dương Khai hỏi lại một lần, ngươi thực sự muốn rời khỏi đây sao? Gật gật, ngươi muốn rời đi cũng là hợp tình hợp lý, ta không nói là bây giờ muốn đi. Dược liệu của các ngươi đã không còn nhiều nữa phải không? Ừm, chỗ trừ kiến thu thập được không ít, nên mới cầm cự được đến bây giờ. Vậy thì dùng hết dược liệu của các ngươi, ta sẽ đi. Cũng được, mau mà có ngươi bỏ công, tộc ta có được không ít đan dược tốt, thay mặt họ cảm ơn ngươi ta hứa, sau khi thuật luyện đan của ta đạt được yêu cầu của các ngươi, nhất định sẽ quay lại, dẫn các ngươi rời khỏi đây. Cả ba người đều kích động run rẩy. lời này là thật sao, thật, vốn dĩ ba người bọn hắn đã nghĩ, sau khi Dương Khai rời đi sẽ quên luôn nơi này, nhưng không ngờ Dương Khai còn nghĩ cho bọn họ. Nửa tháng sau, trên bầu trời tiểu huyền giới mở ra một thông đạo, ba người Hàn Phi lệ dung hoa mặc nhìn theo, đi rồi, hắn sẽ quay lại. Đúng lúc này Hoàn Nhi hốt hoảng chạy tới, đại nhân, đại nhân, sao vậy, xem cái này đi tinh thạch ngươi lấy được ở đâu tìm thấy trong thạch thất mà dương khai luyện đan mọi người mau đi xem đi còn rất nhiều rất nhiều nàng có chút kích động ba người cùng theo đi vào thạch thất bên trong chất đầy đống tinh thạch to nhỏ lớn bé đây đây hẳn là do lần trước hắn thu thập được từ trong hỏa sơn nhiều như vậy sao cho chúng ta nhiều như vậy bản thân hắn e là không còn lại bao nhiêu ngay cả thánh tinh cũng để lại hắn đợi lần sau khi hắn quay về cổ ma cũng sẽ tặng hắn một đại lễ ở một nơi xa xăm vắng bóng người một vùng băng tuyết bao phủ gió lạnh từng cơ thổi đến trong một động tuyết bao phủ đột nhiên ở đây không khí dồn nén xuất hiện một vòng xoáy thông đạo dương khai từ bên trong bước ra ngoài quả nhiên là trong núi tuyết nhìn bên cạnh chính là bối quan nhân đang ngồi xếp bằng cỗ thân thể này của hắn chắc cũng không duy trì được mấy năm nữa cũng không biết bọn họ có phát hiện ra đại lễ của ta để lại không nhỉ dương khai cười mỉm rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài ở một nơi cách chỗ dương khai không xa Bông tuyết bao phủ khắp nơi, xuất hiện ba thân ảnh, hai nữ một nam. Đột nhiên nữ tử tóc tím vui vẻ chỉ tay phía trước, bên đó hẳn là có linh dược. Cơ Tỷ tỷ thật là lợi hại, bạch ngọc quả ẩn giấu sâu đến vậy mà tỷ cũng tìm ra dược, để ý quan sát hơn thì muội cũng sẽ phát hiện được thôi. Muội đã cố lắm rồi, nhưng lần nào cũng chẳng bì được với tỷ. Khi về ta sẽ chia cho muội một ít, đừng nản, hái thôi, chú ý nhớ đừng làm hư dễ. Đúng lúc này, Dương Khai từ xa xa đi tới tên nam tử kia phát hiện ra liền quát lớn kẻ nào xuất hiện ở đây lữ khách qua đường không cẩn thận bị mất phương hướng thôi ngươi vào ngọn núi này có phải có mục đích nào khác không tại hạ là người qua đường thật phát giác ra khí tức của các vị nên mới đến xem thử chứ không có ý gì khác tại hạ chỉ muốn hỏi làm sao để ra khỏi đây thôi dương khai cười hiền hòa không tỏ ra chút ác ý nào tại hạ đã đi lòng vòng ở ngọn núi này mấy ngày rồi ta tạm tin ngươi nếu ngươi muốn đi thì theo đó là được tên nam tử này khó chịu chỉ tay về một hướng đa tạ hẹn ngày tái ngộ dương khai chắp tay xoay người định rời đi thì bị ngăn lại khoan đã gì vậy ngươi không hái linh thảo rượu dược gì ở trong tuyết sơn chứ nếu có thì nộp ra tất cả ở tuyết sơn này đều thuộc về thần giáo ta dương khai lắc đầu phủ nhận tên kia lại dùng thần thức thăm dò quét khắp người hắn tên này to gan đấy cảm thấy trên người dương khai không có linh dược gì tên nam tử kia bộ dáng xem thường ngươi có thể đi dương khai vừa rời đi không được bao lâu nữ tử bên cạnh mới lên tiếng nói tề sư huynh tại sao huynh lại chỉ sai hướng cho hắn chứ muội cũng muốn biết tề triều huynh làm thế là sao tên đó rất khả nghi các muội không thấy vậy sao dù hắn hơi khả nghi nhưng không thể làm vậy huynh làm vậy là dồn hắn vào đường chết phía đó là phạm vi của yêu thú hắn một thân một mình xông vào sao có thể sống nổi chuyện sống chết của hắn không liên quan đến chúng ta thực lực của hắn còn cao hơn cả chúng ta Ta cũng chỉ nghĩ an toàn thôi, sao huynh biết? Vì hắn phát hiện ra chúng ta trước, hai muội không thấy hắn có vẻ mặt ra sao khi nhìn thấy cây bạch ngọc quả sao? Không khéo hắn sẽ giết người cướp của, ta chết thì cũng chẳng sao, nếu hai muội mà rơi vào tay loại người này, hừ hừ. Huynh làm gì mà nghĩ xấu cho người khác vậy? Nhớ hắn chỉ là lữ khách qua đường bị mất phương hướng đúng như hắn nói thì sao? Bị lạc đường ở tuyết sơn này thì có gì lạ đâu, vậy thì giờ muội cứ đi tìm hắn, bảo với hắn hướng đó là đường chết đi. Được Giờ ta đi tìm hắn, muội đi đâu tìm hắn cơ chứ? Vừa rồi lúc ta lừa hắn, chẳng phải muội cũng không hé răng nửa lời sao? Bây giờ lại cần nhằn với ta? Hắn, chỉ là một tên người ngoài chứ mấy, hai người đừng cãi nhau nữa. Được rồi, không có lần sau nữa. Đúng là người tốt thì dễ bị ghét. Ở một hướng đối diện, Dương Khai lúc này vừa mới chiến đấu với một đàn yêu thú, cả người mệt mỏi vô lực. Hắn thở hồng hộc lên từng cơn, lại dám lừa ta? Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu từ xa vang đến có kịch hay để xem rồi đây he 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 thì ra chính là ba người vừa rồi đang bị một đàn yêu thú đuổi theo quả báo đúng là đến sớm mà dừa cái lòng lắm tên nam tử kia bây giờ đã vô lực nằm trên lưng của một nữ tử nhanh lên tề sư huynh nhìn thấy bóng dương khai ở xa nữ tử tóc tím vội vàng la lớn phía trước là vị bằng hữu nào vậy cứu chúng ta với dương khai bắn ra một tia chân nguyên bay đến dưới chân của nữ tử tóc tím nàng ta giật mình vứt luôn tên nam tử đang cõng trên lưng xuống a à, đúng là oan ra ngõ hẹp hè hè hè. Bây giờ thì nàng ta cũng đã nhìn rõ mặt Dương Khai, ngươi không sao à? Các ngươi hy vọng ta bị gì lắm hả? Không có, bọn ta không nghĩ vậy. Tên nam tử kia bây giờ đã bị thương nằm như chó chết, hắn chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn Dương Khai, là ngươi. Ừm, đúng là ta, ta thừa nhận việc đó là lỗi của bọn ta, nhưng việc này chúng ta có thể tạm gác lại được không? Nếu không chạy ngay đi thì sẽ không kịp mất, con băng tinh lang đang đuổi tới là yêu thú bậc bảy, chẳng ai địch nổi nó đâu. Dương Khai cười lạnh, đã muộn rồi, đột nhiên một con yêu lang từ xa nhảy vọt tới, tung vuốt đến hai người kia. Xẹt một tiếng, một cánh tay của tên kia đã bay mất, tức giận, nữ tử tóc tím tạp trung ý niệm định phản kích nhưng tốc độ của con yêu lang rất nhanh. Chỉ soạt soạt một tiếng tên nam tử ở giữa đã bị mất một cánh tay cũng bị nó ngậm bay đi, nữ tử tóc tím thì bị một chảo đánh trọng thương. Sau đó, con yêu lang lại nhìn lại hai người, nó hú lên một tiếng, một loại mũi băng từ xa đâm đến, dù cố ngăn cản nhưng vẫn bị một vài mũi băng cắt xuyên qua người đúng lúc lại nhìn thấy vài mũi băng khác đang đâm tới nàng ta tưởng mình sẽ chết thì dương khai đang đứng quan sát ở trên da tay phá vỡ toàn bộ mũi băng cứu nàng ta một mạng có thể giúp bọn ta được không chuyện đó là do bọn ta sai Tề triều đã lừa ngươi bọn ta cũng có trách nhiệm nhưng ngươi không thể thấy chết mà không cứu chứ sao ta phải cứu các ngươi ta cũng sắp chết đấy thôi một con yêu làng khác từ từ tiếp cận đến nữ tử bên cạnh thấy tình thế nguy hiểm nữ tử tóc tím chỉ kịp la lên một tiếng rồi bay người đẩy nữ tử kia qua một bên nhưng cũng vì thế mà nàng ta lại bị một luồng công kích đánh trúng bụng nhìn thấy con yêu lang kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình nữ tử tóc tím lại quay lại hướng dương khai hét lớn bọn ta là đê tử lôi quang thần giáo nếu ngươi có thể cứu bọn ta khi trở về bọn ta nhất định sẽ bồi thường cho tổn thất lần này của ngươi lôi quang thần giáo à ngươi quen người trong thần giáo ta sao ta không quen nhé đột nhiên bên cạnh lại một luồng băng khí bắn tới cắt vào nữ tử nhỏ tuổi thấy chết không cứu ngươi có còn là đàn ông không hả nếu ngươi có thể sống tiếp ta rất vui lòng cho ngươi biết ta có phải là đàn ông hay không đấy nữ tử kia tuyệt vọng nói yêu cầu của ngươi ra đi ta sẽ làm theo hết ta chẳng muốn thế nào cả ta cầu xin ngươi đấy được không vị sư huynh này ta cũng cầu xin huynh đó nữ tử nhỏ tuổi bên cạnh nước mắt đẫm lệ chắp tay nhìn dương khai cầu xin nhìn thấy đôi mắt đó đôi mắt này thật giống với tiểu sư tỷ của ta đi mà năn nỉ đó mà ánh nguyệt đừng cầu xin hắn nữa e là chúng ta phải chết ở nơi này rồi với thực lực ngươi vừa thể hiện thì có thể chạy trốn chứ ta chạy rồi còn ánh nguyệt thì sao ta chưa hèn hạ bằng ngươi cũng có tỉnh có nghĩa đấy ta đổi ý rồi ta có thể cứu hai người dương khai đứng ra phía trước hai người hắn nhìn chằm chằm vào đám yêu lang tự tin nói thật không nhưng ta có một điều kiện điều kiện gì ơn cứu mạng có nên lấy thân báo đáp không hả? Ta thì không sao, nhưng Ánh Nguyệt thì chưa dậy thì đâu. ạc ạc, ngươi còn không mau ra tay đi, nhanh lên kẻo bọn ta chết thì ngươi chẳng được lợi gì đâu đấy. Đến đây, đối diện với con yêu lang to lớn bay người trồm đến, Dương Khai thoát cái quay xe ôm hai nàng bay đi. Hắn đưa hai nàng bay như tàu vũ trụ dần dần tránh xa miệng của đàn lang yêu. Một hồi sau trong một cái động tuyết, tưởng ngươi tài cán gì, hóa ra cũng chỉ chặt chốn mà thôi. Cứu được là được rồi, lắm sẹo thế nói sao thì cũng xin cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta ưm ừm cảm ơn ngươi chuyện nhỏ mà đừng khách khí chuyện mấy hôm trước bọn ta cần phải xin lỗi ngươi lúc tề chiều lừa ngươi bọn ta cũng muốn nhắc nhở nhưng lại không biết ngươi có lai lịch gì và ý đồ đến tuyết sơn ra sao càng không biết thực lực của ngươi nên không sao viễn hành bên ngoài thì không thể không đề phòng hắn cũng chết rồi chuyện này đến đây coi như xong bọn ta là đệ tử lôi quang thần giáo ta là cơ mộng mụi ấy là trúc ánh nguyệt còn ngươi, Dương Khai, ngươi là người của thế lực nào, ta chẳng môn chẳng phái gì hết, đơn phương độc mã thôi. Không phải chứ, xem bản lĩnh của ngươi hình như đâu giống kiểu không có thế lực nào bồi dưỡng. Sao ngươi lại lạc đường trong tuyết sơn, ngươi muốn đi đâu, không cẩn thận xa chân vào đây, tìm không được lối ra. Đi đâu thì vẫn chưa quyết định, ở đâu có người thì đi tới đó thôi. Ừm, chỗ này là địa phận của lôi quang thần giáo các ngươi hà. Ngọn núi vạn lý tuyết sơn này có mấy thế lực, Lôi quang thần giáo của ta là một trong số đó. Về cơ bản thì vị trí hiện tại của chúng ta thuộc địa bàn của thần giáo. Nếu ngươi không có nơi nào để đi, thì có thể đi cùng bọn ta. Vài ngày sau, ba người đang trên đường trở về thì Dương Khai đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Phía đó hình như có người của lôi quang thần giáo đang đến. Thật không? Ừm. Y phục giống hệt bộ mà hai người mặc lần trước, đều có màu hoàng kim. Vậy đúng là người của thần giáo ta rồi. Hai nàng vui vẻ mắt sáng lên bị bọn họ phát hiện người ngoài như ta ở tuyết sơn này, liệu có phiền toái không? Không sao đâu, nếu ngươi đi cùng, bọn ta thì sẽ không có vấn đề gì. Thôi khỏi vậy, hẹn ngày tái ngộ." Dương Khai thoát người đã như một điểm sáng biến mất. "A, à, sao hắn cứ thế mà đi vậy?" Nữ tử tóc tím có chút mất mát nhìn theo, còn chưa lấy thân báo đáp ngươi mà. "Hi hi hi." Bên cạnh tuyết sơn là cự thạch thành, đây là thành trì duy nhất trong vòng mấy ngàn dặm. Dương Khai nhìn thấy một chàng này cũng vui vẻ không thôi, hắn đi dạo trên đường phố tiểu ca hình như rất lạ mặt mua nhiều nguyên liệu như vậy là tự luyện đan sao một tên bán thuốc nhìn thấy dương khai đi qua thì lên tiếng nói trưởng quầy là người làm ăn buôn bán hay là người thăm dò tin tức thuận miệng hỏi vậy thôi nếu tiểu ca không muốn trả lời thì thôi nhưng nếu tiểu ca luyện đan mua dược liệu có thể giảm giá đó giảm giá tại sao có thể giảm giá vì đây là cửa hàng do luyện đan sư mở chỉ cần là luyện đan sư đều có thể hưởng ưu đãi mọi mặt ngươi không biết sao một nam tử đi đến giải thích với dương khai sau đó hắn lấy ra một lệnh bài đưa cho trưởng quầy. Đây là đan bài của ta, luyện đan sư linh cấp hạ phẩm, dựa theo quy định của hiệp hội, có thể giảm cho ngươi hai phần, thanh kiêu về gì múc. Hiệp hội đan sư là một thế lực do chính luyện đan sư trong thiên hạ xây dựng nên, chỉ có luyện đan sư mới có tư cách vào trong, mua đồ ở cửa hàng của hiệp hội đều được ưu đãi. Trưởng quầy sao biết ta là luyện đan sư, ta mở cửa hàng đã được mấy chục năm, ta liếc mắt nhìn là đoán ra được. Tuy tiểu ca còn trẻ tuổi, nhưng ít nhất cũng là luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm đúng không? Dương Khai không nói chỉ cười gãi đầu, hậu sinh khả úy, cự thạch thành có phân hội của hiệp hội, nếu sau này ngươi muốn mua dược liệu hưởng đãi ngộ, đừng ngại đến đó lãnh ngọc bài, sau này hành tẩu thiên hạ cũng sẽ rất thuận tiện, ở đâu luyện đan sư cũng đều được trọng dụng, cơ bản không ai có thể gây phiền phức cho ngươi. Đa tạ chỉ điểm vậy ta không khách sáo, chỉ một khối ngọc bài mà tránh được nhiều phiền phức sao, vậy cứ đi hiệp hội luyện đan lĩnh một khối đã rồi tính, một lúc sau ở cửa hiệp hội luyện đan Dương Khai đứng ở bên ngoài quan sát nhìn vào tiểu tử lén lút ở đây nhìn cái gì vậy hả một lão già từ trong đi ra ngươi là đệ tử của thế lực nào không biết đây là đâu sao chào ta muốn tới lĩnh ngọc bài của a luyện đan sư ngươi là luyện đan sư ừ không tồi thể nội là chân nguyên thuộc tính dương có thể luyện đan tuổi còn quá nhỏ mới học phải không ha ha học không lâu ừ vào đi chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm của bọn ta là có thể lĩnh được ngọc bài nhưng ngươi cần nhớ kỹ nếu thành luyện đông nam á sư chính thức rồi cũng không thể làm những việc nguy hại nhân loại nếu ngươi dám luyện đan cho ma tộc yêu tộc thì đừng trách hiệp hội thanh lú môn hộ em hèm đương nhiên rồi đứng ở đây chờ đi lát nữa sẽ có người đến hỏi ngươi dương khai đứng ở trong phòng chờ một hồi thì một nữ tử khuôn mặt hung dữ đi vào ngươi muốn gia nhập hiệp hội à có phải bây giờ có thể bắt đầu khảo nghiệm không ngươi học luyện đan bao lâu rồi thời gian không dài cụ thể bao lâu ta cũng không biết. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, nàng ta móc từ trong túi ra một cây thảo dược màu lam nhạt. Đây là hàn tinh thảo, thiên cấp hạ phẩm, ngưng luyện dược dịch cho ta xem. Dương khai đen mặt lại, cứ như vậy mà ngưng luyện à, mau lên ta đang vội. Sư phụ cũng thật là, tiểu tử trẻ tuổi như vậy, đuổi đi là được, lãng phí thời gian quý báu của mình. Hóa ra mình quấy dày thời gian luyện đan của cô à, bảo sao cứ phụng phịu khó chịu ra mặt. Dương Khai vận dụng chân nguyên dồn nén luyện hóa cây thảo dược kia thành một đoàn dược dịch, như vậy là được rồi chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi có thể luyện chế đan dược phẩm chất gì? Linh cấp? Cái gì? Linh cấp hạ phẩm, có lúc có thể sẽ thất bại. Không thể, ngươi nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi, sao có thể luyện chế được linh cấp đan dược chứ? Ta có thể luyện cho ngươi xem, ngươi theo ta, nếu ngươi thật sự thì không còn nằm trong phạm vi khảo nghiệm của ta nữa rồi. Bên trong phòng lão già hồi nãy đang ngồi nghiên cứu sách thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai gọi đó nếu là thỏ, xin mời vào. Chuyện gì? Là chuyện liên quan đến người thanh niên muốn gia nhập hiệp hội. Hả? Hắn thông qua khảo nghiệm chưa? Chưa ạ. À? Chưa thì đừng đến làm phiền ta, tự đi luyện đan đi. Bùm, chỉ thấy nữ tử kia hung hãn đạp cửa cái rầm, cánh cửa bay vù vù sang một bên, khí thế giống như đi bắt quả tang ngoại tình vậy. Còn thể thống gì nữa? Trong mắt con còn có người sư phụ như ta nữa không hả? Lão già khổ sở đập bàn. Sư phụ, không phải người nói tên kia mới học luyện đan sao, đúng vậy, có vấn đề gì? Vậy tại sao hắn có thể luyện linh cấp đan dược, hả, à, tiểu tử nhà ngươi lừa ta? Nữ tử này quay lại nhìn Dương Khai vẫy tay, người thì đệ tử đã dẫn tới, có năng lực này hay không sư phụ tự nghiệm chứng đi? Lão già nhìn về Dương Khai hỏi, ngươi có thể luyện chế linh cấp đan dược à? Gật gật, tiểu tử, ngươi phải biết nơi này là hiệp hội đan sư, nếu dám làm càn nói ẩu ở dây, ngươi đều không thể sống sót trở ra. Thôi đi, ta không lĩnh ngọc bài nữa, xin lỗi đã làm phiền các ngươi cáo tử hiệp hội đan sư là nơi ngươi nói đến là đến đi là đi sao chột dạ cũng không có ích gì ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho ngươi nếu ngươi không thể làm ta hài lòng hì hì ta cũng muốn biết có phải ngươi thật sự có bản lĩnh này hay không mễ na lấy vật liệu linh cấp của con ra nữ tử lấy ra một đống dược liệu đặt lên bàn đây là lò luyện của ta vật liệu ta thu thập trong 8 năm nhờ một vị luyện khí sư thánh cấp luyện chế tỷ lệ thành đan rất lớn đừng nói ta không chiếu cố tới ngươi nếu dùng lò luyện này ngươi cũng không thể luyện chế được linh đan ngươi đợi đầu rơi xuống đất rồi nơi đây có năm thứ nguyên liệu linh đan ngươi có thể luyện chế ra ba phần ta coi như ngươi thông qua khảo nghiệm nếu không thể hê hey hê hey, có thể bắt đầu rồi ta sẽ xem ngươi luyện chê ngươi đừng mong rời trò gì cái này năm phần nguyên liệu đều là vị trí tốt nhất hắn thế nào lại thay đổi vị trí một vài dược liệu trong đó làm gì dương khai không quan tâm Hắn đã tập trung tinh thần vào lò luyện đan rồi, một lúc sau, mở lò. Một viên đan dược từ đỉnh lò bay ra, quả nhiên là linh cấp đan dược, tiểu tử đó lợi hại vậy sao? Dược tính nội liễm, dược liệu cũng không lãng phí chút nào, vẫn cần phải ẩn giấu thực lực, tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Sư phụ, người này có phải là có thuật dưỡng nhan không? Nếu không sao đệ tử thấy hắn chỉ khoảng 20 tuổi thôi, không giống hẳn là tuổi thật của hắn, lợi hại, sao lại lợi hại như vậy? lão già nhìn về vị đồ đệ đạp cửa này của mình đánh giá lại một lần sư phụ người đừng nhìn con với ánh mắt như vậy có được không con đã rất cố gắng rồi hay hay ta thông qua khảo nghiệm chưa vậy thông qua rồi tuyệt đối thông qua vậy ngọc bài của ta yên tâm ngọc bài chắc chắn sẽ đưa cho ngươi nhưng trước đó ngươi phải gặp một người đợi chút ta đi gọi lão tới lão già liền xoay người chạy đi để lại nha đầu đứng một bên nhìn dương khai cửa ngượng ngùng hề hey, hề hey, nhà ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc làm quen một chút ta là mễ na luyện đan sư huyền cấp thượng phẩm cũng là thành viên của phân bộ đan sư này ta tên dương khai ngươi từ đâu đến phía tây thôi đi ta không hỏi nữa nhìn bộ mặt cảnh giác của ngươi kìa đúng rồi vừa nãy tại sao ngươi lại thay đổi vị trí của năm phần dược liệu thế đó không phải là khảo nghiệm của các ngươi sao đó là sự phối hợp ta cho là tốt nhất nhưng thấy sau khi ngươi thay đổi hình như luyện chế dễ dàng hơn ai dạy ngươi làm như vậy dương khai đen mặt lại trực giác mà thôi Tại sao ngươi làm như vậy chứ? Phương thức mà sư phụ dạy ta không phải như vậy. Chẳng lẽ phương thuốc của sư phụ sai sao? Là kinh nghiệm của ta mà thôi. Ở bên ngoài, lão già kia bây giờ đang dẫn theo một lão già khác đi tới. Lão đỗ. Ta đã nói với ngươi, ta phát hiện một hạt giống tốt lắm. Hắn mới nứt mắt ra mà đã luyện ra linh cấp đan dược đấy. Hả? À, thật không? Ngươi tìm được hắn ở đâu vậy? Ha ha, là tự tìm đến. Cánh cửa mở ra, vị này là đỗ lão. Đỗ lão là đương gia ở đây, luyện đan sư thánh cấp hạ phẩm, tiểu hữu, không cần khách khí, sau này mọi người đều là người một nhà. Vị này là sư phụ ta, ngươi đã gặp rồi, luyện đan sư linh cấp thượng phẩm, ngồi đi. Ba người cùng ngồi xuống bàn, mễ na thì đi bưng trà rót nước, ta đã rõ ý đồ của tiểu hữu. Tiểu hữu thực sự có tư cách để có được ngọc bài, chút nữa lão phu sẽ thay mặt thân phận luyện đan sư giao ngọc bài. Lão phu có thể hỏi, tiểu hữu từ nơi nào đến không, tiểu hữu này cao thâm như vậy, ắt sau lưng phải có cao nhân chỉ điểm ta không có sư thông thừa cũng không có ai chỉ dạy cả, không có sư thừa à, ha ha. Không có, hẳn là lai lịch của hắn bất phàm. Nhưng kiểu giấu đầu lòi đuôi này, thật quá ấu trĩ, người trẻ tuổi quả nhiên không biết giấu mình như thế nào, vậy tiểu hữu chuẩn bị dừng chân ở đâu. Ta cũng không biết, tạm thời ở lại cự thạch thành mấy ngày, ta vừa ra khỏi một nơi vắng vẻ không lâu, còn rất lạ lẫm với thế giới này, nói, ra chỉ sợ đỗ lão chê cười, ngay cả danh tự của nhiều thế lực ở đây ta còn chưa từng nghe đến hiệp hội đan sư càng là lần đầu tiên nghe nói tới tốt 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 không sao chỉ cần tiểu hữu còn ở cự thạch thành lúc nào cũng có thể đến tìm lão phu có gì không hiểu lão phu đều có thể giải đáp cho người đỗ lão có thể để hắn ở lại hiệp hội đan sư không vậy thì phải xem tiểu hữu có ý này không ta có thể ở lại đây nhưng ta hẳn là ở một thời gian rồi sẽ đi mọi thứ tùy ý tiểu hữu đây là minh bài thân phận của hiệp hội đan sư ta có vật này ngươi có thể hưởng ưu đãi ở bất cứ cửa hàng nào ở hiệp hội nếu gặp nguy hiểm cầm ngọc bài ra thường thì có thể biến nguy thành an đúng lúc này dương khai như cảm giác được điều gì hắn nhìn vào chỗ trống bên cạnh sao thế không có gì cách cự thạch thành 500 dặm một lão già đang ngồi xếp băng xung quanh là những quả cầu có chứa hình ảnh của dương khai thương viêm sư tổ có gì dặn dò ạ à? đi cự thạch thành một chuyến tìm người này cho ta bên trên quả cầu năng lượng chính là hình dáng của dương khai ngày hôm sau dương khai đi đến một tòa phủ đệ đỗ lão có trong đó không tiểu hữu đi ăn sáng về rồi à mời vào chơi uống ấm trà xanh không độ thanh lọc cơ thể đi cảm ơn đỗ lão thật sự không giấu gì ta tới là vì muốn tìm người hai vị sư tỷ và vị sư thúc của ta quái vật khổng lồ sau lưng tên nhóc này bỗng nhiên lại xuất hiện ba vị truyền nhân mà rõ ràng thân phận của hai vị nữ tử cũng không hề nhỏ bé không ngờ lại có một vị trưởng bối đi cùng nếu tiểu hữu muốn tìm người hiệp hội có thể giúp đỡ một chút Lão phu sẽ truyền tin để phân bộ ở những nơi khác lưu ý một chút, nếu có tin tức, nhất định sẽ báo ngay cho Tiểu Hữu, nhưng hiệp hội nhiều việc, lão phu chỉ có thể nói là cố gắng hết sức, nếu Tiểu Hữu thực sự muốn tìm họ, vẫn phải tự nghĩ cách. Lão phu đề nghị Tiểu Hữu có thể đến nương nhờ những thế lực phụ cận, nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm, với thân phận luyện đan sư linh cấp hạ phẩm của ngươi, ta nghĩ không có thế lực nào từ chối đâu. Ta nghĩ vậy, nhưng ta không quen biết những thế lực phụ cận này, mong tiền bối chỉ điểm. Thế lực Lân cận lôi quang thần giáo thiên tiêu tông cổ nguyệt động thiên la sinh môn coi như là những phái đứng đầu nếu cậu muốn chọn thì hãy chọn từ bốn thế lực này nhưng la sinh môn vẫn đừng nên đi mấy người đó không dễ nói chuyện còn ba chỗ kia lão phu và mấy thế lực đó có chút giao tình nếu thật muốn chọn một có chút khó ba thế lực này đều có thể đi sao cậu để lão phu suy nghĩ kỹ mấy ngày tới thì cho cậu đáp án thế nào hả vậy thì vất vả đỗ lão rồi tiểu hữu khách khí rồi ở hiệp hội cũng quá nửa tháng trong mấy ngày này dương khai vẫn luôn luyện đan vật liệu mua được cũng sắp hết tuy trên tay có không ít tinh thạch nhưng cũng không thể dùng được mãi mễ na sao các ngươi bảo đảm với ta có thể có đầy đủ vật liệu luyện đan mà ai biến thái như ngươi đâu tốc độ luyện đan quá nhanh sư phụ ta luyện chế một viên linh đan cũng cần phải mất nửa ngày một ngày nhiều lắm thì người cũng chỉ có thể luyện chế được hai viên mà thôi nhưng đan dược chúng ta luyện chế được có thể đem ra bán đổi thành tinh thạch sau đó có thể mua vật liệu tiếp tục ủy ngươi chưa bán à Thế để ta dẫn đi, ra ngoài NHUO đeo khẩu trang vào nhé, cẩn thận không Covid đấy. Sau đó hai người đi vào bên trong một tiệm thuộc, chúng ta muốn bán những thứ này. À, sáng nay đỗ lão nhờ ta bảo ngươi đi gặp ông ấy đấy, có vẻ rất vội vàng, chuyện gì thế, hả, à, thế sao giờ mới nói. Dương Khai Mễ Na đi bán một mình, hắn thì quay về đi tìm đỗ lão, đúng lúc lắm, mau vào đi. Dương Khai tiến vào thì bên trong xuất hiện thêm một người, lão nhìn anh Khai đánh giá một vòng đây là luyện đan sư mới tới hiệp hội sao không sai là một vị luyện đa sư linh cấp tư chất tuyệt dài linh cấp tiểu hữu giới thiệu với ngươi một chút vị này là trưởng lão đoạn hải của lôi quang thần giáp lão phu và đoạn trưởng lão có chút giao tình được biết ngươi ở hiệp hội hôm nay liền chạy tới đây muốn mời ngươi đến lôi quang thần giáo làm khách thực ra là ngày nọ sư đệ ta làm việc ở cự thạch thành vừa hay nhìn thấy mễ na và vị bằng hữu này cùng vào đây sư đệ biết ta và đỗ lão có chút giao tình liền để ta mặt dày tới mời, nếu không e là sẽ bị người khác nhanh chân đến trước, không biết vị bằng hữu này có ý vào ở thần giáo ta không. Nếu bằng hữu có thể vào ở thần giáo ta làm khách khanh, thần giáo ta nguyện cung cấp đãi ngộ rất phong phú. Phiền đoạn huynh nói xem là đãi ngộ gì, so sánh với tam gia mới lựa chọn. Đỗ lão, nếu là người của lão, ta còn có thể chèn ép hay sao? Thần giáo cung cấp dược tài cho ngươi, bất kỳ đan dược nào ngươi luyện chế ra, đều có thể ó được hai phần trong đó làm thủ lao đây chỉ là điều kiện tối cơ bản thần giáo sẽ cung cấp cho ngươi môi trường luyện đan tốt nhất ưu tiên yêu cầu của ngươi nhất chỉ cần không làm hại đến lợi ích của thần giáo ta thì mọi thứ đều có thể đáp ứng thế nào tiền bối thấy sao điều kiện không tồi nhưng đi hay ở tùy vào tiểu hữu nếu là bằng hữu của đỗ lão vậy hẳn là không vấn đề bằng hữu quả nhiên là dễ nói chuyện nhưng điều kiện phải thay đổi một chút mời nói tỷ lệ hai thành đó ta không cần ta chỉ cần một thành trong đó thôi Ta hy vọng quý thần giáo có thể giúp ta một việc. Đương nhiên, việc này không nguy hại đến các người. Việc gì, thời cơ tới, ta sẽ nói với ngươi. Hơn nữa, ta sẽ không ở mãi ở lôi quang thần giáo đâu. Hy vọng lúc ta đi, sẽ không gặp phải cản trở gì. Lôi quang thần giáo ta không chỉ có một vị bằng hữu làm khách khanh. Đối với chuyện đi hay ở đều tự mình làm chủ, thần giáo chưa từng cưỡng cầu. Cung hỷ đoạn huynh, tuy không muốn vậy, nhưng tiểu hữu có việc cần làm. Lão phu cũng chỉ có thể kìm nén mà tiễn đi. Ồ lão không phiền nếu cũng đến làm khách khanh của thần giáo ta chứ ha ha chỉ e là các ngươi không ra nổi giá đâu điều này cũng đúng khi nào thì bằng hữu cảm thấy tiện để đi ta thì lúc nào cũng được việc này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta đi thôi giúp ta thu dọn hành lý ta váo biệt một vị bằng hữu trước đã nhìn thấy dương khai ra khỏi cửa đồ lão mới lên tiếng đoạn hải đừng nói lão phu không nhắc người vị tiểu hữu này hẳn không phải là người thường đến lôi quang các ngươi cũng đừng đụng tới hắn đồ lão có ý gì? Đồ lão không nói im lặng, làm cho tên đoạn hải này lại phải suy tư đánh giá lại một lần. Ở một nơi sâu trong những dãy núi trùng trùng, nơi này trước kia là chỗ ở của một khách khanh đan sư của thần giáo ta. Dương khách khanh ở đây có được không? Nếu cảm thấy nơi này đơn sơ thì cũng có thể đến chỗ đông đúc của thần giáo ta. Không cần ở đây là được, quả nhiên Dương Khách Khanh là người muốn làm gì đó cho con đường luyện đan, ta còn sợ là ngươi muốn đến chỗ đông người. Thông thường, khách khanh thích đến chỗ đông người đều thích theo đuổi vinh hoa phú quý quyền thế danh lợi ngược lại tâm tính thanh đạm như dương khách khanh sau này chắc chắn sẽ có thành tựu đúng rồi đây là minh bài của dương khách khanh hãy đem theo bên người có minh bài này ngươi có thể đi lại tự do trong thần giáo ta trừ một vài nơi cấm địa ra bất kỳ nơi nào khác cũng có thể lui tới lát nữa ta sẽ phái người đến giúp ngươi nếu ngươi có yêu cầu gì thì có thể bảo y nói với ta cũng có thể bảo y giúp ngươi làm một vài việc dương khai cáo từ nhìn lại nơi mình chuẩn bị sinh sống cả khu nhà cao lớn rất nhiều phòng ốc xa hoa chật chật phụ cận cũng có mấy vị khách khanh của lôi quang thần giáo cũng thường nói chuyện với nhau cùng lúc đó tại tổng bộ lôi quang thần giáo hứa sư đệ chuyện lần này bình thường không phải là hứa sư đệ chẳng quan tâm gì đến chuyện của thần giáo sao có điều ta cũng có một tin tốt đây không phụ sự kỳ vọng của đệ ta đã đưa người đó qua rồi thật sao đương nhiên ba ngày trước hắn đã đến thần giáo ta ta đã phái một vị nữ đệ tử có tướng mạo thuộc hạng tốt nhất đến hầu hạ hắn, tin chắc là hắn sẽ nhanh chóng lưu luyến quên về. Thấy sắc mặt của tên kia vẫn có chút âm trầm, sao, có phải đệ còn có việc gì không? Siêu huynh, không giấu gì huynh, ta để huynh đích thân xuất sơn đem hắn về, không hề vì thân phận luyện đan sư của hắn. Ta dùng thần thức thăm dò, gần đây không có ai, nói ra nghe thử. Tên kia giơ một ngón tay nói nhỏ nhẹ vô cùng, chỉ vì bối quan nhân, bối quan nhân, có ý gì, hắn và người cõng quan tài có quan hệ gì đệ không biết sư huynh nhớ lần trước đệ đưa người ra ngoài bất cần gặp người cõng quan tài hiện thế không đệ và những đệ tử khác theo đuôi hắn đến liệt hỏa thành của độc ngạo minh ở đó người cõng quan tài dừng lại chuyện sau đó có lẽ sư huynh đã nghe nói hắn không phải đệ tử độc ngạo minh sau đó chúng ta thăm dò phát hiện người này không rõ lai lịch nhưng có chút giao tình với hai nữ đệ tử độc ngạo minh mà người bị người cõng quan tài bắt đi chính là khách khanh mà sư huynh mời về trời thật là hắn sao để không nhìn nhầm chứ ta xác định hắn là người bị người cõng quan tài bắt đi sao lại có chuyện này chứ ừ huynh cũng biết người cõng quan tài có ý nghĩa gì nhỉ nghe nói người cõng quan tài bảo vệ tài phú đủ để khiến bất kỳ thế lực trưởng thành nào trở nên cực kỳ lớn mạnh người này có thể sống sót từ tay người cõng quan tài nói không chừng biết gì đó nếu thàn giáo ta đắc thủ có thể quét sạch thiên tiêu tông la sinh môn và cổ nguyệt động thiên gần đây độc bá một vùng đây chỉ là truyền thuyết nhưng rất đáng để thử, hắn còn là luyện dược sư linh cấp hạ phẩm. Lợi hại vậy sao? Ừm, hơn nữa Đỗ lão cự thạch thành rất xem trọng hắn, trước khi hắn và ta đi, Đỗ lão nói chúng ta không được xem nhẹ hắn, nói lai lịch của hắn không tầm thường. Đỗ lão đánh giá hắn như vậy sao? Nhưng theo tình báo chúng ta thăm dò một năm nay, tuy không rõ lai lịch hắn, nhưng hình như cũng không có gì ghê gớm lắm, không rõ đã đáng để người ta để ý rồi. Rốt cuộc phải làm sao? Sư huynh tự nghĩ đi cực lực bồi dưỡng hắn trở thành giường cột thần giáo ta hay là buông bỏ sư đệ đều nghe huynh tên sư huynh không nói chỉ ra ám hiệu rồi yên lặng suy nghĩ hôm sau dương khai đang đi dạo trong vườn có hơi thở sinh mệnh trợ thủ mà đoạn hải nói đến rồi sao mở cửa phòng ra lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc sao lại là huynh lại gặp nhau rồi chính là nữ tử mà hắn cứu khi ở tuyết sơn sao huynh lại ở đây đây không phải nơi ngươi tùy tiện đến được đây là nơi ở một vị khách khanh thần giáo ta huynh đi mau nếu bị hắn thấy, e rằng không tốt, khách khanh, khách khanh thế nào. Là luyện dược sư linh cấp, rất có lai lịch, đoạn trưởng lão bảo ta đến chăm sóc, huynh còn đứng đó làm gì, muốn chết hay sao, không nghiêm trọng vậy chứ, rất nghiêm trọng. Xong vào nơi ở khách khanh thần giáo ta, bất kỳ đệ tử thần giáo nào cũng có thể giết huynh, đệ tử canh núi rốt cuộc làm gì vậy, sao để huynh vào chứ, sao cô không ra tay, sao ta phải ra tay với huynh chứ, mau đi đi, nhân lúc hắn chưa trở về, nếu hắn thấy huynh, vậy sẽ phiền phức cô vội vã đuổi ta đi sợ khách khanh nhìn thấy hiểu lầm sao người đó là nam nhân à liên quan gì đến huynh huynh quản rộng quá rồi tùy tiện hỏi thôi nghe nói trợ thủ bên cạnh khách khanh quang lôi thần giáo các người sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách khanh thậm chí rất có thể sẽ kết thành một mối cô không sợ khách khanh đó là ông già sao đoạn trưởng lão nói người đó không già huynh thật đáng ghét sao lại vu khống người khác huynh có ý gì nữ tử này vừa túm lấy Dương Khai vừa cảnh giác bên ngoài, không có ý gì, huynh đi không, đừng éo ta ra tay. Được rồi, không trêu cô nữa, nhận ra cái này chứ. Dương Khai lấy ra tấm lệnh bài thân phận. Sao huynh lại là, chắc không phải huynh là khách khanh mới đến chứ? Ừm, tham kiến khách khanh đại nhân. Nữ tử này đỏ cả mặt vừa rồi còn đuổi hắn đi bằng được. Đừng xa lạ như vậy, xin lỗi, ta không biết huynh là người đoạn trưởng lão nói, ta còn tưởng huynh lén xông vào, ta thật sự không biết. Không sao. Đoan trưởng lão bảo đem mấy thứ này cho huynh, đều là thảo dược. Thượng đẳng, lần này qua đây chủ yếu là chào hỏi huynh, làm quen với nhau. Chúng ta còn cần làm quen sao? Tóm lại chính là vậy. Ta ở kế bên, nếu có yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể gọi ta. Ừm. Mỗi ngày, Dương Khai lờ -E -E chế đan dược cũng không luyện quá nhiều, tránh bị chú ý không cần thiết. Thời gian còn lại, Dương Khai tự thân thăm dò tin tức và bí mật của luyện đan quyết. Nửa tháng sau. Dương Khai đang tu luyện thì có tiếng gõ cửa, "Vào đi, khách khanh đại nhân, có việc gì đấy? Đã đến ngày nộp đan dược hàng tháng, tại hạ cần nộp số đan dược mà đại nhân luyện chế được trong thời gian này đến thần giáo tổng đàn." Nữ tử cầm lấy bình đan dược Dương Khai đưa, mặt đỏ lên như mong muốn đợi chờ gì đó. "Ta nghe luyện đan sư khác nói, chỉ cần có sự cho phép của ta, ngươi có thể lấy một vài viên đan dược trong đó dùng, có phải vậy không?" "Vậy ngươi lấy 5 viên mà dùng đi, đa tạ khách khanh đại nhân." tại hạ nhất định sẽ tận dụng thật tốt năm viên linh đan này. Sau đó ở thần giáo tổng đàn, đệ tử xin cáo lui, sau khi nữ tử mang đan dược của Dương Khai đến định cáo lui rời đi. Khoan đã, trưởng lão còn có việc gì ạ? À? Ngươi cảm thấy người này như thế nào? Cũng được, chỉ hơi trầm mặc, ít nói, không giao tiếp với người khác, tại hạ hầu hạ bên đó một tháng, không nói với hắn quá 10 câu. Ngươi không nói gì nhiều với hắn à, vậy hắn có ăn thịt ngươi không? Nữ đệ tử đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt nhắm tít lại hẳn là ngươi hiểu mục đích phái ngươi qua đó nhỉ đệ tử hiểu ngươi có thể đảm nhiệm phần việc này không nếu không thể thì ta có thể đổi người khác đi thay đệ tử sẽ cố gắng ừ đi đi ta kỳ vọng vào biểu hiện của ngươi nữ tử kia giàu dĩ quay người rời đi sư đệ xem ra bây giờ người này cơ hồ thật sự không có ý ở lại thần giáo ta điều này chứng tỏ hắn có mục đích và lòng kiên trì của mình loại người này đều rất có chủ kiến không dễ khống chế nhưng lúc đó hắn nói đợi thời cơ thích hợp Cẩn thần giáo ta giúp một việc, cũng không biết là cần giúp việc gì, vậy sư huynh định làm như thế nào, để xem đã. Bên Độc Ngạo Minh đã có người đến, sẽ thăm dò tỉ mỉ tình báo có liên quan đến hắn, luyện đan sư linh cấp trẻ tuổi này, ta thực sự không nỡ. Còn Dương Khai đang tĩnh tâm tu luyện thì một mùi hương thoang thoảng bay qua, mùi này, hắn mở mắt ra thì đã thấy nữ tử kia đứng đó nhìn hắn, ngươi làm gì vậy? Nàng đi đến tiến sát lại ngồi cạnh hắn, đại nhân không động lòng chút nào sao, chuyện thịt người à? vâng mời ta chén sao tất cả đệ tử được phái qua đây đảm đương bang thủ của khách khanh đều đã chuẩn bị tâm lý khách khanh các người có thể muốn làm gì thì làm dương khai cầm bàn tay của nàng ta hỏi đây là nguyện ý của ngươi hay là mệnh lệnh của đoạn hải có quan hệ gì sao sao phải chịu nhịn thế đại nhân có phải là nam nhân không đã vậy rồi còn không động lòng ta có phải là nam nhân hay không không cần chứng minh với ngươi chứ nàng ta liền xà vào lòng dương khai như lần trước ở tuyết sơn đại nhân nói muốn cho ta mở mang một chút mà, ta không thích nữ nhân quá dễ dãi, nhưng nếu ngươi muốn vui đùa với ta một chút, ta có thể thỏa mãn ngươi, vậy thì chúng ta chịt xã giao một chút nhé, Dương Khai liền ôm lấy đè nàng xuống, bị Dương Khai ép xuống nước giường, nữ tử này có chút ngập ngừng hỏi, người làm gì đó, như ngươi mong muốn nó, vậy ngươi phải đáp ứng tại hạ một chuyện, sau khi nện ta xong phải gia nhập thần giáo, nếu ta nói không thì sao, nếu không thì, vậy thì đợi khi nào người nghĩ thông rồi thì mới cho thịt. Dương Khai ngồi dậy quay người, tối rồi về nghỉ ngơi đi hắn liền xếp bằng nhắm mắt mặc kệ nàng ta thời gian trôi qua dương khai đã ở lại được hai tháng hắn rất phân vân không biết vó nên dựa vào lôi quang thần giáo để đạt được mục đích của mình hay không khách khanh đại nhân vào đi đoạn trưởng lão muốn mời đại nhân đến tổng đàn một chuyến chuyện gì vậy trưởng lão không nói chỉ nói trưởng lão có chuyện quan trọng cần bàn bạc ừ ta biết rồi bây giờ chúng ta đi sao có thể sau đó dương khai dẫn theo cơ mộng đi đến một tòa đại điện nằm trên cao tham kiến đại nhân. Đại nhân đi từ đây lên là được, trưởng lão đang đợi ở đó, ngươi không đi sao. Tại hạ không có tư cách vào trong, vậy ngươi đợi ta ở đây một lát, chút nữa cùng về. Vâng. Dương Khai đi lên những bậc thang rồi tiến vào đại điện. Dương Khách Khanh, hai tháng chưa gặp, dạo này vẫn ổn chứ, đoạn trưởng lão, cũng không tệ lắm. Có phải là đệ tử thần giáo hầu hạ không chu đáo, nếu Dương Khách Khanh không vừa lòng với nàng ta, ta có thể đổi người khác, nhất định sẽ khiến ngươi vừa lòng, không cần đâu, Cơ mộng rất tốt. Vậy thì tùy người. Không biết đoạn trưởng lão lần này bảo ta qua đây là có gì chỉ dạy. Không dám. Lần này không có chuyện gì cả. Chỉ là sau khi mỗi vị KHA-HC Khanh đến thần giáo, ta đều sẽ nói chuyện với họ. Trước kia từng nghe Dương Khách Khanh nói không thể sống luôn ở thần giáo. Đoạn mũ có thể hỏi một chút. Dương KHA-HC Khanh có việc gì cần làm sao? Nếu có việc, Dương Khách Khanh đừng khách khí gì cả. Chỉ cần nói một câu, thần giáo nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Đến lúc đó, ta sẽ không khách khí đâu. Vậy thì tốt, đúng rồi, Dương Khách Khanh, lúc trước từng nói đợi thời cơ chín mùi sẽ nhờ thần giáo ta giúp đỡ một việc, xin hỏi bây giờ thời cơ đã chín mùi chưa, Dương Khai lắc đầu không nói. Ta hiểu rồi, xem ra Dương Khách Khanh không lưu luyến gì thần giáo ta, cũng không có ý muốn quy trúc, thậm chí còn có chút không tín nhiệm, Dương Khai trầm mặt xuống. Nếu có thể, đoạn mỗ rất hy vọng Dương Khách Khanh có thể gia nhập thần giáo ta, thành một phần tử của thần giáo. Nhưng dường như khách khanh hình như không có ý định này, mà đoạn mỗ lại hơi nóng vội muốn điều tra rõ bí mật trên người ngươi. Đoạn hải dẫm chân lên một trận pháp nhỏ, sau đó chiếc ghế mà Dương Khai đang ngồi dường như bị định trụ, cả người hắn không thể cử động. Đoạn trưởng lão, đây là ý gì? Xin lỗi Dương Khách Khanh, một vị luyện đa sư linh cấp trẻ tuổi như ngươi, đối với thần giáo ta mà nói, cũng là một món tài sản cực lớn, ta tin dù ta nỗ lực hơn nữa cũng sẽ không lôi kéo được ngươi. Đoạn trưởng lão, ta không làm việc gì nguy hại đến lôi quang thần giáo đúng không? ngươi thực sự không có ta nói rồi đoạn mẫu làm như vậy cũng là bất đắc dĩ vị bằng hữu này có thể ra bái kiến không giấu đầu lòi đuôi chẳng hay ho gì một tên nam tử từ trong trầm chậm bước ra nhìn thấy gương mặt này dương khai nghiến răng thì ra là ngươi ngươi chúng độc môn ấn chú của ta thì đừng mong phá giải ngươi càng vận chuyển chân nguyên sẽ càng cảm thấy khó chịu đoạn mẫu cũng không muốn làm khó ngươi chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác ta bảo đảm sẽ không gây bất lợi cho ngươi đoạn trưởng lão làm như vậy không sợ đồ lão biết tin sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi sao tuy đỗ lão coi trọng người nhưng nếu lão hỏi tới đoạn mẫu sẽ tự có cách giải thích điểm này không cần dương khách khanh quan tâm ta có thể hỏi một chút tại sao đoạn trưởng lão đợi cho đến hôm nay mới xuất thủ với ta không ngươi hoàn toàn có thể động thủ khi ta tới đây mà ta rất coi trọng ngươi không hề muốn động thủ với ngươi hơn nữa những thăm dò quan sát hai thông thăng quả đoạn mẫu phát hiện ngươi sớm muộn cũng rời đi hơn nữa cũng không giống những gì đỗ lão nói ngươi chỉ đến từ nơi hẻo lánh mà thôi. Dương Khách Khanh, ta cũng không phí lời với ngươi, sở dĩ ta làm như vậy ta chỉ muốn biết bí mật của bối quan nhân, nếu có thể nói với ta những điều này, ta có thể thả ngươi đi, ta cũng không biết. Sư Huynh, đừng phí lời với hắn, một tên tiểu tử thần du cảnh đỉnh phong, để đệ thi triển siêu hồn chi pháp, moi bí mật từ trong thức hải hắn. Dương Khách Khanh, vị sư đệ này của ta tính tình không tốt như ta đâu, tính y hơi nóng, nếu ngươi không muốn vì siêu hồn chi phàm biến thành kẻ đần độn, thì ngoan ngoãn hợp tác với ta các người tìm bối quan nhân làm gì nghe đâu bối quan nhân đang bảo vệ một bí mật kinh thiên động địa ai có được bí mật này thì sản xuất có thể nắm giữ sức mạnh khổng lồ nếu dương thiếu hiệp biết liệu có thể tiết lộ một hai phần không ta thật sự không biết rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt một khi lão phu thi triển siêu hồn pháp thì ngươi chỉ có nước trọng thương thần hồn biến thành kẻ ngu si đần độn ngươi hãy cầu nguyện đi dứt lời tên kia liền đặt tay lên đầu dương khai sử dụng bí pháp siêu hồn đừng có vọng tưởng chống cứ càng chống cự ngươi càng đau đớn ngoan ngoãn mở lớp bảo vệ thần thức để bọn ta rút ký ức của ngươi ra là được rồi không cần phải chịu đựng cơn thống khổ này nữa dương khai không những không mở mà còn ra cố thêm cho lớp bảo vệ thần thức ngu muội vô trì đúng lúc này đôi mắt của dương khai sáng lên sư đệ cẩn thận không biết tự lượng sức chỉ thấy từ ngươi dương khai tỏa ra một ngọn lửa tên kia đang còn cười khinh bỉ bỗng nhiên như bị trọng kích lửa thần thức tiến vào đốt cháy thần thức của hắn hắn chỉ biết ôm đầu đau đớn thần thức chi hỏa dương thiếu hiệp không ngờ ngươi lại có lửa thần thức sao ngươi không nói sớm nếu ngươi nói sớm là mình có lửa thần thức ta cũng ầy sư huynh việc gì cũng đã làm rồi giờ còn giảng hòa với hắn thì hơi thiếu thực tế để cũng không biết hắn có lửa thần thức mà nếu biết thì dương thiếu hiệp chắc là ngươi sẽ không tha thứ cho việc làm hôm nay của bọn ta đâu nhỉ để ta đi ta sẽ coi như việc này chưa xảy ra. Được không, đắc tội rồi, tên đoạn hải liền cởi bỏ khống chế cho Dương Khai. Mấy ngày sau, bên trong một nhà lao được xây dựng vô cùng kiên cố, trên tường được khắc muốn vàn ấn ký kỳ lạ. Cơ mộng tiến vào mang theo một khay cơm, ta mang đến vài món ăn, đều do ta bỏ công ra nấu, mùi vị chắc cũng được, đoạn hải nói chuyện của ta cho ngươi biết à. Ừ. Lão bảo ngươi đến để làm gì, thuyết phục ngươi, trong thần giáo, chỉ có ta là quen ngươi. Được thôi, ngươi đã ra mặt rồi thì ta đành miễn cưỡng đồng ý vậy ngươi đi nói với đoàn hải ta có thể gia nhập lôi quang thần giáo ngươi cho ta là trẻ con sao lão không dễ dàng tin tưởng ta vậy thì sao còn muốn lôi kéo ta bây giờ ta có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của lão nhưng chỉ cần ra khỏi đây bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt lời phải vậy nên họ mới cần ta bảo đảm ngươi sẽ không nuốt lời ta là đệ tử của thần giáo lôi quang là sư môn của ta hy vọng ngươi đừng trách ta sao ngươi phải kiên quyết đến vậy chứ tuy ta không biết đoàn trưởng lão muốn đoạt được thứ gì từ ngươi, nhưng chỉ cần ngươi chịu hợp tác, trưởng lão sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Trưởng lão giam cầm người, nhưng không giết ngươi, như thế đã đủ thấy thành ý của trưởng lão rồi. Quả đúng là đầy thành ý, Dương Khai cười khinh bỉ, chỉ cần ngươi thỏa hiệp với đoàn trưởng lão, với ta đều có lợi cả. Đoàn Hải đã hứa hẹn không ít điều kiện cho ngươi rồi chứ gì, chỉ thấy cơ mộng lấy ra một bình dược, sau đó mở nắp. Nàng thổi luồng khí đó bay tới mặt Dương Khai, đây là thất tình lục dục xương, có thể xem là một loại xuân dược rất mạnh. Đừng nói là ngươi muốn cưỡng hiếp ta chứ? Phải, Đoàn trưởng lão nói, chỉ cần ta sinh con cho ngươi thì ngươi có thể ra khỏi đây. Ngươi thích ta à, muốn gửi gắm cả cuộc đời cho ta sao? Gửi gắm thân mình cho ngươi thì hẳn là một lựa chọn không tồi, ngươi tiền đồ rộng mở, ta chỉ là một đệ tử bình thường của thần giáo, đời muốn nở hoa thì chỉ dựa vào người đàn ông của mình thôi. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, cho dù ta có lấy ngươi, sau này cũng sẽ không đối tốt với ngươi chưa biết chừng còn đánh mắng ngươi nữa, vậy thì ta cũng đành nhận. Đoàn trưởng lão mở cửa ra đi, cửa khung gỗ mở ra, cơ mộng tiến vào bên trong đi sát tới Dương Khai. Nàng ghé môi lại với hắn, định hấp diêm anh Khai ai ngờ, bàn tay hắn đã nắm chặt lên cổ nàng. Nữ nhân thì nên tự trọng hơn một chút, cụ khụ, hắn bóp chặt cổ nàng đầy ra. Ta từng tiếp xúc quá nhiều nữ nhân tu luyện mị công rồi, chỉ một thứ xuân dược nhỏ nhoi mà muốn ép ta động tình sao. Hết tập 24 review. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến của mình bên dưới này. Yêu yêu.